giả đã đến rất đông. Vào Vũ Việt Hoàng đem theo em bé tới cổ vũ luôn. Trận đấu sẽ bắt đầu. Bùi Trung Hiếu giao bóng. À, anh nhường lại bóng cho Huỳnh Anh Tuấn. Rồi, Quang Minh đỡ. Không, không. Trung Hiếu giật bóng bạt lưới ra ngoài. Không, một. Rồi, bóng xoáy. Một, đều. Hay một cú chặn bóng nhanh trên bàn của Trần Hải ghi điểm ngoạn mục, bóng sượt bon. Có lẽ pha vừa rồi Hiếu đã dính gãy. Hay quá nhờ anh chắc ơi. 4 đều. Có vẻ rất ngang ngửa. Nên nhớ đôi Quang Minh, Trần Hải là có gai. Mà đây là những gai già. Rất cứng, rất bén. Rất khó chịu. Hải vừa có cú đờ mi. Đáng tiếc bóng quá căng ra ngoài. 5 đều. 2. Hải tấn công tốt. 6 5. Năm, bảy. Trung Hiếu giao bóng. Những cú gài rất khó chịu của đội Trần Hải Quang Minh. Càng phải các anh tấn công rất tốt. Càng trái thì các anh dùng những chiêu thức của gai cực kỳ hiểm ác. Giao bóng hiền và bị Huỳnh Anh Tuấn ăn điểm ngay. Được. Bảy chín. Tám chín. Nó gỡ 3 điểm liền. Còn 2 điểm cách biệt. 2 cơ hội. Kết thúc set 1 cho đôi Trần Hải Quang Minh. Huỳnh Anh Tuấn đánh bóng đờ mi rất hay. Tưởng đâu là sẽ gỡ hòa. Ai dè lên tới 9 thì đôi trẻ đã thúc thủ set 1. Đôi già mừng quá.
thứ hai, Quang Minh giao bóng. Đờ Mi gặp Đờ Mi đáp trả rất hay. Huỳnh Anh Tuấn và Trần Hải là hai đấu thủ có những cú bóng Đờ Mi rất rất sở trường. Bóng vừa nhú lên là các anh đớp lên. Cú gài thế này thì phải đòi hỏi đối phương phải rất bản lĩnh mới chống nổi. Đường bóng đi là rất dị. Rồi, Trần Hải sẽ giao bóng gai. 5-0. Giao thuận xoáy thế người ta giật chết. Hai. Mỗi bên lên một giây điểm đen. Trần Hải, Minh Dâm dẫn 5-0. Và bây giờ Huỳnh Anh Tuấn, Bùi Trung Hiếu gỡ 5 đều. Cú tấn công đầu tiên trong trận đấu này của Quang Minh. Đáng tiếc, bóng leo lưới ra ngoài. Rất khéo. Một cú lườm rau gắp một đống thịt của Trần Hải đã thành công. 6 đều. Một cú xoay ngang. Bùi Trung Hiếu đã mắc bẫy. Anh cũng vùng vợt xòa bóng. Bóng ra ngoài. Rất xa. Vô cùng đáng tiếc cho Hoàng Bình. Một pha bóng quá ngon ăn. Anh đánh hơi sập ở mép bập. Không qua lưới. Rất đáng tiếc. Trời ơi. Tám, bảy, Hiếu giao bóng. Coi chừng Trần Hải nói coi chừng bên ta có địch. 7-9. Bảy, mười. Có lẽ mình sầm cần phải chỉnh lại thức ngắm. Xe đấu này anh chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vì tất cả những đòn tấn công của anh đều không hiệu quả 100%. Rất đáng tiếc cho đôi lão tướng. Như vậy là sau hai set đấu, đôi bên đang cân bằng tỷ số 1-1. Những trận đấu ở các đấu trường như đấu trường Cọc Nilo hay lôi đài Tì Ga, lôi đài Tuấn Gai giúp ích rất nhiều trong việc chui rèn bản lĩnh thi đấu cho các đối thủ.
khán giả rất đông. Các anh đến cổ vũ cho đấu trường Cọc Đi Lô. Cảm ơn các anh. Rất cân bằng. Ở trận đấu này Huỳnh Anh Tuấn thắng rất nhiều những cú đờ mi. Huỳnh Anh Tuấn là một trong những đấu thủ thường đánh bành rất sớm. Này. Quang Minh giao bóng. Thường là Bùi Trung Hiếu trừ hao quá nhiều. Tuyệt vời. Wow. Hai bên vừa thi triển những ngón đòn cực hay. Đầu tiên là Trần Hải, Anh Tuấn đối giật và kết thúc bằng một cú giật vào bàn trống của Bùi Trung Hiếu. 8-5. Một cú đánh có phần quá tự tin và hơi hời hợt của Huỳnh Anh Tuấn. Đội trẻ càng đánh càng tự tin. Có lẽ đã bắt kịp được trận đấu và quen dần với những cú đánh gai. Hơn nữa ở set 3 thì đôi Quang Minh Trần Hải cũng ít dùng mặt gai. Đòn chặt thông thường thường là mồi ngon cho những đấu thủ trẻ như Huỳnh Anh Tuấn. Bởi sức công phá của những đấu thủ trẻ này là rất mạnh liệt. Khi chặn là phải nhấn, phải nghiến, phải bỏ góc hiểm thì may ra. Chứ chặn cơ bản chịu trận là thường là tử vong. 5-1. Trung Hiếu giao bóng.
đánh cầu Âu của Huy Anh Tuấn bởi anh đã bị giật mình. 2-6. Giờ bóng lú ra ngoài là chết ngay với Huy Anh Tuấn. Chỉ có giò bóng hai nảy trên bàn để kiềm chế lại những cú giật tấn công ngay của đối phương. Đây là những đối phương rất trẻ, khỏe, giàu kỹ thuật, hay. Một khi đã có điểm số lận lưng thì đánh rất tự tin. Hay. Chín ba ba chín ở những điểm số thế này thường là các đối thủ lỏng tay tấn công rất thoải mái. Bởi đánh đôi nó không như đánh đơn, khi điểm số nó dẫn rất xa thì thường là đối thủ cũng khó gỡ. Sáu mười, một đỉnh núi rất cao, rất khó vượt, rất khó trèo. Bảy mười, rồi Quang Minh Trần Hải vẫn đầy quyết tâm. Như vậy trận đấu đã kết thúc. 11-7. Vậy là đôi chiến thắng đang được ban tổ chức trao quà phần thưởng.